Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị trong ban giám đốc cũng như các anh trong bảo vệ của cái này khu gì? Trại Tân Hiệp. Của khu trại Tân Hiệp. Và các thưa kính thưa toàn thể quý liệt vị, ông bà cô bác, anh chị em và các cháu ở trong khu này. Thì hôm nay chúng tôi đến đây, tức là trước hết cũng là có cô Sương Mai, anh Hoàng, chị Vi và các vị trong đoàn. Có những vị đã đến đây rồi, có những vị là mới đến lần đầu, chẳng hạn như chúng tôi mới đến lần đầu để thăm viếng tất cả các vị. Thì theo ý của ban giám đốc cũng như chị Sương Mai thì muốn có ít lời để mà cùng với các vị tâm tình. Ở đây chúng ta mang ý nghĩa là tâm tình với các vị để cho nó thay đổi không khí trong cái cuộc sống sinh hoạt mà mang tính cộng đồng, tức là sinh hoạt chung của chúng ta. Thì chúng tôi biết rằng các vị sống trong một môi trường được sự hướng dẫn của các vị trong ban lãnh đạo chịu trách nhiệm về các vị, thì đã hướng dẫn các vị kỹ rồi. Và theo chúng tôi nhìn thấy một cách khách quan từ cái đoàn, từng nhóm của các vị ở phía các khu trại ở phía sau đi đến tập trung trong cái sự tôn trọng kỷ luật nghiêm túc, là tôi thấy ở đây các vị là một trong những người rất là tốt, tôn trọng kỷ luật. Và chúng ta sống trong một cái tinh thần tương trợ rất là tốt, đó là niềm vui của tất cả mọi người khi đến đây thăm viếng các vị. Tôi mong rằng tinh thần này sẽ được giữ vững mãi mãi trong những cái người mà chúng ta cùng sống một cái mái ấm gia đình tập trung như thế này. Đông người, nhiều quan điểm, nhiều thái độ khác nhau, nhưng đồng lòng tôn trọng kỷ luật, biết theo chỉ theo sự hướng dẫn của những người chỉ đạo chúng ta. Thì hôm nay thì chúng tôi cũng đến đây với các vị, cũng có ít lời với tất cả các vị. Thì cũng xin ban giám đốc và cũng các anh bảo vệ cho phép chúng tôi trong vòng khoảng 50 phút trở lại để có ít lời với các vị thôi. Xin thưa với các vị, ở đây tất cả chúng ta sống trong một cái nhà tập thể, và chính chúng tôi từ nhỏ cũng đã từng sống trong ngôi nhà tập thể, và hôm nay chúng tôi cũng là những người sống trong nhà tập thể. Tập thể có nghĩa là nơi đó tập trung nhiều người, nhiều con của nhiều cha, nhiều mẹ, nhưng mà sống trong một tinh thần hòa hợp, tốt đẹp. Thì các vị biết rằng các vị sống một cái nơi như thế này, tức là cách ly với những nơi đô thị, thành phố, nhưng mà các vị có biết bên ngoài là những gì không? Tất cả những người ở ngoài đại diện như cô Sương Mai hay là anh Hoàng hay là các vị ở trong đây chẳng hạn, là những người đang hướng tâm về đời sống của tất cả các vị. Chẳng những hướng tâm về đời sống vật chất, tức là cái ăn, cái mặc cho các vị, mà còn hướng tâm đến cái đời sống tinh thần, tức là làm sao cho các vị có một cái tinh thần vui vẻ, thoải mái, đó là mọi người xung quanh. Và các vị biết rằng rất nhiều người đang dành tâm hướng về cái nơi này, muốn chia sẻ với cái cuộc sống của tất cả các vị đó. Cho nên các vị ở nơi này cũng phải nghĩ đến tình thương của những người bên ngoài đã dành cho chúng ta. Các vị sống trong này đừng bao giờ nghĩ là mọi người đã cô lập mình rồi, hay là đôi khi các vị bị kỷ luật, các vị nghĩ là các vị lãnh đạo ở đây ghét các vị. Đừng bao giờ chúng ta có một thái quan niệm đó. Các vị biết những người lãnh đạo ở đây đã hy sinh vì các vị, hy sinh cho cuộc sống riêng của mình để đến đây dành thời giờ để chăm sóc các vị. Ở đây là nơi tập thể mà, cho nên kỷ luật là điều không thể không có với những người nó có một số điều mà thiếu sót gì đó. Nhưng mà điều đó không phải là ghét. Tôi xin thưa các vị, đừng bao giờ nghĩ rằng những người lãnh đạo đây có một gì đó là ghét, không phải đâu. Vì muốn cho các vị có một cái cuộc sống hòa hợp, một khi các vị có những sai sót được nhắc nhở, là điều đó các vị biết rằng những người khác cũng thấy cảm xúc rằng thấy mình xót xa trước cái sự sai hay là lỡ lầm của những người chung sống với mình. Như vậy thì ở đây những người phần lớn là những các chú, các cô và các vị trong quản lý đây là hy sinh những cái cuộc sống của mình mà hướng tâm đến đời sống của các vị. Cho nên đừng bao giờ các vị thấy điều đó là mình bị ghét hay là bị xem thường, không có.
giống như trong nhà vậy các vị. Khi mà chúng ta sống ở trong nhà, cha mẹ rầy có phải là cha mẹ ghét chúng ta không? Phải không? À, nếu các vị đã tự khẳng định rằng chúng ta sống trong nhà, cha mẹ rầy chúng ta không phải ghét bỏ chúng ta, mà vì cái gì vậy? À, vì tình thương. Vì tình thương, vì muốn cho các con nó được tốt đẹp hơn, nó nên người hơn, nó thành công hơn, nó hãnh diện sau này hơn, thì cha mẹ phải rầy dạy những gì mà các con còn thiếu sót, các con còn sai quấy. Cho nên sự dạy rầy của cha mẹ không phải là sự ghét bỏ, mà vì tình thương, như các vị nói rất đúng. Thầy cô giáo dạy cho các học trò, đôi khi có những cái đòn roi, ví dụ khẽ tay hay là bắt quỳ gối hay là rầy trách các học trò, có phải là thầy cô ghét bỏ học trò đâu, mà thầy cô chỉ vì thương học trò, muốn cho học trò của mình học tốt hơn, cho nên mới có những cái thái độ như vậy. Như vậy thì ở đây có những cái môi trường sinh hoạt tập thể thì phải có những kỷ luật, để cho mọi người đều được tôn trọng kỷ luật đó, mà chúng ta sinh hoạt được trong một cái môi trường an lành, tốt đẹp hơn. Vì vậy các vị ở trong đây đôi khi có những điều mà chúng ta đừng bao giờ suy nghĩ nông nổi, để rồi chúng ta làm khổ tâm mình. Đôi khi mình nói người khác ghét mình rồi, không phải. Và xin thưa với các vị, đừng bao giờ nghĩ là các vị là người khổ, còn tất cả những người khác không khổ. Không bao giờ có điều đó. Các vị được nơi này là được sự lãnh đạo, được sự bao bọc của hàng rất nhiều người, có thể là trong cả nước lận, và không riêng trong cả nước mà ngoài nước nữa. Người ta cũng quan tâm đến đời sống của các vị nữa. Cho nên chưa hẳn là các vị nghĩ là mình không có khổ đâu. Và cuộc sống bên ngoài người ta phải lao động rất là vất vả. Ví dụ cô Sương Mai nè, các vị thấy đến đây thăm lần, đem xe đem quà đến cho các vị, các vị nghĩ cô Sương Mai sướng sao? Cô Sương Mai phải chạy đôn chạy đáo đi xin từng ổ bánh mì, đi xin từng đôi dép, đi xin từng viên kẹo. Và phải ngoài đó phải làm việc lo cho kinh tế gia đình, nuôi cho các con nữa. Rất là cực nhọc, đâu phải sung sướng đâu. Tất cả mọi người đều lao động rất là vất vả để lo cho mình. Bên cạnh đó còn dành một phần để chia sẻ với những người như các vị ở đây. Nếu các vị muốn biết điều đó, hỏi các anh bảo vệ ở đây, hỏi các chú giám đốc ở đây. Nên là chú làm giám đốc vậy chú có sướng không? Hỏi coi có sướng không? Giờ ai mạnh dạn hỏi chú làm giám đốc của chú có sướng không? Hay là phải cực khổ đêm ngày, phải là nghĩ cách nào để có cơm đây, nghĩ cách nào để có gạo đây, nghĩ cách nào để cắt thêm cái này cái kia cho các vị, che mưa che lá đây. Hỏi có sướng không? Không sướng đâu. Cho nên tất cả chúng ta sống trong một con người, ai cũng có lao động, ai cũng có làm việc mới có cuộc sống. Cho nên đừng bao giờ nghĩ mình ở đây là cực hay là mình đây vậy là khổ. Đôi khi như vậy các vị có những cái hạnh phúc hơn những người khác đó. Các vị thấy vậy mà các vị không lo. Ở đây các vị có lo không? Không. Hình như là các vị, cái lo của các vị ít hơn giám đốc. Thấy gì chứ giám đốc lo nhiều hơn các vị đó. Các anh bảo vệ lo nhiều hơn đó. Cho nên mặc dù các vị thấy mình như vậy, nhưng mà mình ít lo nè. Mình như vậy chưa chắc gì mình khổ. Vì vậy các vị đừng bao giờ nghĩ rằng người khác sung sướng hơn mình rồi mình mặc cảm với cuộc sống. Không bao giờ có. Nếu thật sự điều đó xảy ra thì tất cả mọi người không ai đến đây đâu. À, cho nên các vị biết rằng chúng ta sống trong một môi trường như vậy, đừng bao giờ thấy mình khổ, đừng bao giờ mặc cảm, là những điều đó rất thường. Và đừng bao giờ nghĩ rằng thiên hạ ai cũng tốt, có mình xấu. Điều đó không bao giờ có. Bác Hồ đã từng có một câu thơ mà tôi từng nhớ, đó là khi ngủ thì ai cũng như người lương thiện, tỉnh dậy mới hay kẻ giữ hiền. Hiền giữ phải đâu là tánh sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Như vậy chúng ta thấy, đừng bao giờ thấy ai đến đây rồi, không lẽ tôi đến đây tôi đi cãi lộn với các vị, đúng không? Không lẽ cô Sương Mai đến đây rồi cái cổ làm hùm làm hổ các vị. Cô Sương Mai cũng có những cái rất tốt và cũng có những cái xấu. Tôi cũng có những cái tốt và tôi cũng có những cái xấu. Tức là trong tất cả mọi người ai cũng cái tốt và ai cũng cái xấu. Nhưng mà nó khác nhau ở điểm là mặc dù mình có suy nghĩ xấu nhưng mình không làm. Nhiều khi tôi cũng thấy đồ ai đẹp đẹp, tôi cũng ước mơ vậy, tôi muốn cái đó thuộc về của mình vậy, đúng không? Tôi có suy nghĩ nhưng mà tôi có một cái điều là tôi không làm cho người khác khổ, là vì cái hạnh phúc của tôi. Nếu tôi lấy đồ đó tôi sẽ làm người khác khổ, tức là được ước mơ tôi mà người đó khổ,
và lương tâm tôi không cho phép tôi, nên tôi không làm. Chứ thật sự trong lòng tôi cũng có vậy. Như vậy thì tất cả mọi điều, ai trong lòng cũng có cái tốt và cái xấu. Nó khác chăng ở chỗ là nghĩ đến người khác đau khổ mà mình không làm, đó là người có lương tâm. Như vậy cô Sương Mai cũng có những cái tốt và cái xấu, anh Hoàng cũng có những cái tốt và cái xấu. Nhưng mà có những điều mà anh Hoàng nghĩ rằng mình làm cái này xấu, người đó đau khổ, cho nên anh Hoàng không làm. Và anh Hoàng tích cực làm cái tốt để cho người khác hạnh phúc. Đó là cuộc sống nhân đạo, lương tâm, tình người. Và trong cái cuộc sống tập thể của chúng ta cũng vậy. Các vị nghĩ rằng các vị nhường cho bà con, anh chị em mình chung trong phòng một viên thuốc. Nhã tỷ mình có thuốc 2 viên, mình thấy người kia bệnh mà mình không chia sẻ một viên thuốc, mình thấy rằng lòng mình xót xa. Có nghĩa rằng mình đang sống trong phòng, trong tình cảm mình không chia sẻ. Mình lấy một viên thuốc mình chia sẻ, có khi mình còn 1 viên thôi mình vẫn chia sẻ. Như vậy mình thấy cõi lòng mình vui khi người đó uống một viên thuốc của mình được hết bệnh. Vui khi mình chia sẻ một cái áo, một cái viên kẹo hay là bất cứ cái gì. Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống mà chia sẻ, hiểu biết với nhau vui hơn. Như vậy đó chính là lương tâm của con người. Và chúng ta con người khác với muôn loài là ở chỗ chúng ta có suy nghĩ. Suy nghĩ ở chỗ là chúng ta làm sao cho người khác được vui cười, làm sao cho người khác được hạnh phúc. Đó là suy nghĩ của lương tâm. Như vậy bây giờ các vị thấy sống trong phòng, các vị có khi nào cãi lộn với nhau không? Có. Các vị thấy cãi lộn vui hay khổ? Khổ. Khổ như sao các vị? Có khi nào mà chúng ta, nếu chúng ta nghĩ điều là cãi với nhau á, chúng ta làm khổ. Chúng ta nếu cãi nhau làm khổ thì bây giờ chúng ta biết rằng một người kia đang giận mình, đang giận mình, thì mình hiểu rằng nếu mình giận lại, mình có đủ sức để mình trả, chống trả lại chứ không phải không. Người kia nói mình nặng lời, ví dụ nói cha mày mẹ mày, mình cũng có quyền nói gấp 5 lần cha mày mẹ mày là vậy. Nhưng mà mình biết rằng nói lại không xứng ích gì, và người khác khổ thôi, bây giờ mình nhường nhịn nó chút xíu đi. Tại vì nó đang giận mà, và đang giận thì nó sẽ mất khôn, cho nên nhường nhịn nó. Như vậy đó chính là những thái độ lương tâm. Cho nên câu nói của bác Hồ rất hay, khi ngủ thì ai cũng như người lương thiện, tỉnh dậy mới hay kẻ giữ hiền, hiền giữ phải đâu là tánh sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Như vậy trong một cái cuộc sống của chúng ta, nó có rất nhiều cái để đem đến chúng ta những cái sai lầm, nhiều việc để đem đến cho chúng ta những cái đau khổ, nhiều cái hình thái nó để đem đến cho chúng ta có những cái buồn phiền. Tôi đại để ở đây là do xã hội để đưa đẩy chúng ta đến một hoàn cảnh đau khổ, do gia đình đưa đến chúng ta một hoàn cảnh đau khổ, và đó có một phần đóng góp không nhỏ, đó là do chính chúng ta đưa chúng ta đến đau khổ. Từng tự chúng tôi sẽ trình bày với các vị trong những điều này để chúng ta tự suy nghĩ coi có hợp lý không. Có những lúc chính cuộc đời đau khổ của chúng ta là do xã hội, có những đời đau khổ chúng ta do xã hội, có những khi đưa chúng ta vào hoàn cảnh đói khổ là do xã hội, có những khi đưa chúng ta vào con đường bế tắc là do xã hội. Ví dụ các vị cũng ít nhiều cũng nghe truyện kể hoặc là nghe phim ảnh nói đến đời sống của Thúy Kiều không? Ở đây có bao giờ ai chưa nghe, hay là ở đây ai đã từng nghe được cái tác phẩm mà hoặc là qua phim truyện hoặc cải lương là về Thúy Kiều? Ai nghe được rồi đưa tay lên coi. Tức là chưa bao giờ trong cuộc đời nghe được một cái cải lương là Thúy Kiều. Nghe mà quên, nhưng mà có nghe là được. Có nghe chưa? Ai đã có nghe đưa tay lên rồi. Nghe hết rồi. Vậy hả? Nếu tất cả các vị đã có nghe, các vị thấy thân phận của đời sống nàng Kiều rất là đau khổ. Nhưng mà đau khổ đó là do xã hội mà đưa đẩy Thúy Kiều đến một cuộc sống đau thương như vậy. Khi đọc đến cái đau khổ của nàng Kiều, ai cũng nói là khúc đoạn trường. Đoạn trường là đứt từng đoạn ruột á, đứt từng đoạn ruột, tức là khổ. Như vậy cái khổ của Thúy Kiều để đưa đẩy vào một cái cuộc sống là một cái lầu xanh, tức là đem thân mình mua vui cho những khách làng chơi, để rồi cuối cùng cuộc sống của mình qua thâu đêm để đau khổ từng ngày về nết hạnh của một người phụ nữ, về thân phận của danh giá của một con người lương thiện, giày xéo lên một con người Thúy Kiều. Như vậy chính xã hội xấu, tức là xã hội phong kiến, đã đưa đẩy Thúy Kiều vào đó. Như vậy khi chúng ta nghe được thân phận Thúy Kiều rơi vào một hoàn cảnh đau thương, chúng ta thương Thúy Kiều hơn là trách, vì xã hội đã đưa như thế. Cái đó chúng ta không trách. Và các vị nhớ trong một cái bài tiếng hát Sông Hương của Tố Hữu,
đã nói về những người kỹ nữ đã từng có một cái đời sống mua vui ở ngoài miền Trung. Tức là những người đó than về thân phận của mình, mình nghĩ rằng cuộc đời mình đến đây đã hết rồi, xã hội bây giờ ruồng bỏ mình rồi, ai cũng xem mình là xấu rồi, ai cũng xem mình là nhơ nhớp rồi, bây giờ mình biết sống làm sao đây. Tức là trong lương tâm của những người lỡ làm sai thì hay nghĩ vậy. Nhưng mà thật sự xã hội không bao giờ nghĩ vậy các vị. Nếu là một xã hội được cải thiện, một xã hội thanh bình như hôm nay, thì những tư tưởng đó không có trong lòng của mọi người. Không có trong lòng mọi người. Người ta luôn luôn nào cũng rất là thông cảm. Tại vì những người đó than như này: trăng lên, trăng đứng, trăng tàn, đời em như chiếc thuyền đang xuôi dòng. Tức là đời em bây giờ chảy theo dòng nước rồi, đời em kể như bỏ rồi, đời em đã hết rồi đó. Bây giờ xã hội không chấp nhận em nữa, em nhơ nhớp rồi, em làm điều sai quấy rồi. Tức là thấy mình tuổi phận, tuổi thân của mình thấy mình sai. Nhưng mà các vị nghĩ đâu phải như vậy đâu. Tại vì mình lỡ làm sai, mình mặc cảm với đời mà mình thấy vậy, chứ thật sự mọi người thương yêu những người sai lầm lắm, mong rằng những người đó cải thiện. Người ta nói rằng người ta không ghét con người, mà người ta chỉ ghét tật xấu của con người. Như vậy cái xấu này biết bỏ thì người ta thương, và người ta rất thương. Và Tố Hữu đã có một cái lời thơ an ủi rất là hay, rất là hay với những thân phận của những người lỡ rơi vào trong một hoàn cảnh xã hội chớ chiêu. Tố Hữu mới nói rằng: đứng dậy đi em giữa cuộc đời, dầu đời bạc bẽo đến mười mươi, em nên điểm lại tô chút phấn, ngạo với nhân gian một nụ cười. Tức là mặc dầu em đã lỡ sai, nhưng em biết khắc phục, em biết đứng lên, em cũng làm chủ được mình, em cũng có một vị thế xã hội, và em cũng như bao nhiêu người khác. Cái sai đây là nhất thời, cái sai đây là lỡ lầm. Như vậy Tố Hữu đã có những đây. Lời của Tố Hữu là lời đại diện cho những người có lương tâm, lời của những người lãnh đạo, lời của những người trách nhiệm của một công dân trong một đất nước. Tức là thái độ đó, thái độ khích lệ, an ủi và muốn chia sẻ với tất cả những người cùng khổ, cùng đau thương. Như vậy có những hoàn cảnh rơi vào trong một cuộc sống khổ là do xã hội. Như vậy khi do xã hội mà chúng ta rơi vào trong những cái sai lầm, thì mọi người không bao giờ ai trách sai lầm của chúng ta. Mọi người rất thông cảm, chia sẻ với chúng ta, và có một thái độ là muốn chúng ta thay đổi được số phận của mình. Và cuộc sống của tất cả chúng ta, ai cũng có những cái mà những lúc sai lầm cả, mà khắc phục sai lầm chúng ta sẽ trở thành một người tốt. Cho nên tôi nhớ trong một cái người doanh nhân nước ngoài, ông có nói một câu như thế này: sai lầm là con người, sai lầm là con người. Nhớ nha các vị, tôi lặp câu này lại nhiều lần để các vị nhớ: sai lầm là con người, khắc phục sai lầm là thần thánh, vui cười với sai lầm là quỷ dữ. Tôi nói lại một lần nữa: sai lầm là con người, khắc phục sai lầm là thần thánh, và vui cười với sai lầm là quỷ dữ. Các vị nhớ chưa? Nhớ không? Một là gì? À, một là sai lầm là con người. Hai là gì? À, quá hay, nhất luôn á. Hồi cô Sương Mai phải thưởng gấp đôi nha. Rồi thưởng gấp đôi nha. Những ai mà nhớ được là thưởng gấp đôi nha. Sai lầm là con người, khắc phục sai lầm là thần thánh, còn vui cười với sai lầm là gì? Quá hay luôn, cho chàng phá tay rồi. Nói để các vị thấy gì? Nói để tôi bổ túc lại rằng tất cả mọi con người ai cũng có những lúc sai lầm cả. Tôi hay là cô Sương Mai hay là chú Hoàng hay là các vị đây, ai cũng có những lúc sai lầm cả. Nhưng mà có một điều, nếu mình biết mình sai lầm, mình dừng lại, mình cải tạo, mình chiến thắng, lúc đó mặc dầu mình là con người nhưng mà là thần thánh. Còn mình biết sai lầm mà mình không khắc phục, mình bướng bỉnh, mình bảo vệ cái sai của mình, người khác nhắc nhở mình không nghe, lúc đó đó là mình thuộc dễ gì? Quỷ dữ. Như vậy nhớ nha, mai mốt mà trong tập thể của chúng ta mà mình nhắc ai cái điều sai mà người khác mà sao chống bán lại, bảo vệ cái sai của mình mà còn nói những lời khó nghe, thì mình nói là tôi nhớ hôm á có một ông thầy Phước Tiến ở chùa Giác Ngộ đó, ông nói mà mình không biết sai lầm, người ta chỉ cái sai mình không khắc phục, mà mình còn chống bán, mình cãi lại là mày là quỷ dữ hay là anh là quỷ dữ. Và nhớ nha, như vậy thì khi mình nói vậy, cái người kia tự ý thức được rằng không được, tôi là con người chứ không phải là quỷ. Ở đây có ai chịu mình làm quỷ không? Không, đúng không? Tức là ai cũng muốn mình là con người hoặc là
trở thành thần thánh. Cho nên không bao giờ ai muốn mình quỷ dữ. Vì vậy tôi cũng tin tưởng rằng tất cả các vị là cũng là một con người giống như người như bác họ đã nói là người lương thiện. Và những điều mà các vị nhớ, đó là vấn đề mà tôi muốn nói là xã hội đã đưa đẩy mình đến sai lầm thì mình phải cố gắng khắc phục. Thứ hai là do gia đình mà đưa đến chúng ta sai lầm. Thật sự với các vị, có những người buồn con mà bỏ gia đình ra đi, có những người giận cha giận mẹ mà bỏ ra đi, và ra đi với một thái độ uất hận, để rồi cuối cùng mình xem đời không ra gì, mình lúc vào trong con đường sai lầm. Sai lầm đây là do mình buồn gia đình, mình hận cha mẹ, hoặc là mình hận những điều gì đó mà mình sai lầm. Nhưng mà các vị là nghĩ làm điều đó các vị sướng hay là vui? Nếu chúng ta hận gia đình để chúng ta đi ra ngoài đường chúng ta làm sai lầm, thì lúc đó chúng ta sướng hay là vui? Xin lỗi, sướng hay là khổ? Rất là rất khổ các vị. Các vị khổ tâm mà các vị làm. Các vị biết các vị như thế là cha mẹ ở nhà buồn lắm không? Và chính các vị đã làm cho chính mình cũng có nhiều đau buồn lắm không? Cho nên các vị biết rằng có những khi mình giận cha giận mẹ thật, nhưng đừng bao giờ có một thái độ như vậy. Tại vì cha mẹ cũng có những lúc là sai với con cái, cho nên đừng giận cha mẹ. Và có những người làm cha làm mẹ giận con cái bỏ đi luôn, bỏ đi biền biệt luôn và không cần biết đến gia đình nữa. Có những thái độ của con cái sai lầm mà đem đến sự đau buồn cho cha mẹ, và cuối cùng tự các bà đi qua, các ông đi qua. Như vậy có những sai lầm là do trong một môi trường gia đình của tự thân mình không đùm bọc được với nhau, mình không chia sẻ được những đau khổ và niềm hạnh phúc với nhau, và cuối cùng mình phải đi tìm một cuộc sống mới. Và các vị biết rằng khi chúng ta rời tổ ấm gia đình, chúng ta khó mà tìm được cuộc sống hạnh phúc như chúng ta nghĩ lắm. Tại vì ai cũng nghĩ là mình đi mình sẽ thoải mái hơn, mình sẽ được giải phóng nhiều hơn, và mình sẽ được an vui hơn. Nhưng mà vì chúng ta ra đi rồi, chúng ta không có cuộc sống an vui và không có thoải mái, cho nên chúng ta muốn tìm quên. Có những người tìm quên trong xì ke, ma túy, có những người tìm quên trong rượu, có những người tìm quên trong tình dục, có những người tìm quên trong nhiều thái độ khác nhau. Nhưng mà các vị biết rằng có một bài nhạc rằng khi cố quên là trong lòng càng nhớ thương. Muốn quên chừng nào thì cái nỗi buồn và đau khổ càng lớn chừng đó. Nếu các vị tìm quên trong công việc thì các vị có thể quên được. Các vị tìm quên trong lao động, các vị có thể quên được. Các vị tìm quên trong vấn đề giúp đỡ mọi người, các vị có thể quên được. Vì lúc đó chúng ta trở thành một người lớn. Nhưng mà các vị tìm quên trong bia, trong rượu, trong tình dục, trong các loại thuốc nghiện, các loại đó không bao giờ các vị quên được. Tôi nói là như thế. Cho nên tôi mong rằng chúng ta đừng bao giờ tìm quên bằng những thứ độc hại ấy. Những thứ độc hại ấy, tại vì đôi khi chúng ta buồn quá, chúng ta không có cách nghĩ, chúng ta mới làm. Nhưng mà chính cái chỗ chúng ta không có cách nghĩ, chúng ta làm rồi lỡ làm rồi chúng ta bỏ không có được. Đó. Như vậy thì bây giờ tôi mong rằng do gia đình đưa đẩy cho chúng ta đến một hoàn cảnh khổ đau, và chính cái khổ đau đó mà chúng ta không biết cách giải sầu, cho nên chúng ta mới lầm để giải sầu những loại độc. Mà tôi mong rằng đừng bao giờ nghĩ đến những loại độc đó. Tại vì sau những cái cơn ghiền hay là sau những cái hành động đau đó, các vị sẽ khổ gấp đôi. Các vị sẽ khổ gấp đôi. Đó là sự thật. Các vị sẽ khổ gấp đôi. Vậy thì các vị đâu bao giờ mình muốn mình khổ. Thôi nếu mà không bao giờ muốn mình khổ thì đừng bao giờ chúng ta quay trở lại với những cái mà chất hại đó. Vì cái đó nó là những cảm giác nhất thời. Những cảm giác nhất thời của những người có cái tâm lương tâm xấu. Những người đó chỉ muốn cái quyền lợi cho riêng mình mà đi hại cả lương tâm của tất cả hàng trăm hàng ngàn người như thế này. Những người có lương tâm xấu đã đầu độc cho chúng ta rơi vào những sai lầm vậy. Tôi không trách các vị mà tôi trách những người thiếu lương tâm đó. Các vị là những nạn nhân, là những người đáng thương, là những người bị người khác lừa đảo để rơi vào trong hoàn cảnh đó. Và tôi mong rằng mình phải biết được những cái trò lừa đảo, những cái sai lầm của người ấy, đừng bao giờ tiếp tay cho họ nữa. Họ mượn chúng ta để họ có cuộc sống hạnh phúc riêng họ. Họ đẩy chúng ta vào hoàn cảnh khổ để họ tìm cái nguồn sống riêng cho họ. Họ giống như họ thuê chúng ta làm nhiều điều sai lầm để đem quyền lợi cho họ. Như vậy chúng ta đừng tiếp tay cho những kẻ xấu để bán xì ke, để làm các cái loại như thế nữa. Chính họ là những người xấu chứ các vị không phải là người xấu. Các vị là nạn nhân thôi. Các vị là nạn nhân thôi. Nên nhớ là như vậy. Và tôi mong rằng các vị tự ý thức được rằng vì mình nạn nhân cho nên mình phải tự phát triển lên, mình chống lại những cái thái độ của những người ăn hiếp mình.
mình chống lại những cái thái độ của những người lợi dụng mình. Cho nên bây giờ các vị có đồng tình với những suy nghĩ của tôi không? Như vậy tất cả chúng ta là những người rất đáng thương, chúng ta là những nạn nhân của những kẻ lợi dụng chúng ta. Như vậy giờ đây chúng ta có một môi trường rất tốt, tức là nơi đây có một cái điểm sinh hoạt, nơi đây có những người hướng dẫn mình, và nơi đây thỉnh thoảng có những đoàn tình người chúng ta cùng chia sẻ những chi vậy, chúng ta thấy có vui không? Như vậy chúng ta thấy rất vui. Và tôi đến đây tôi thấy tất cả các vị sống một tinh thần hài hòa và đi đến trong một cái đoàn thể trật tự trang nghiêm, tôi cảm thấy cõi lòng mình vui vô cùng, sung sướng vô cùng. Và nếu những điều này tôi sẽ tác động đến tất cả những người có lương tâm khác thì họ sẽ càng đến đây nhiều và càng thăm chúng ta để càng chia sẻ với cuộc sống của chúng ta nhiều hơn. Và bây giờ chúng ta nghĩ đến những người có lương tâm, chứ đừng bao giờ hướng đến những người bất lương mà lợi dụng thân xác chúng ta, lợi dụng những cái hành động của chúng ta để họ có cuộc sống riêng họ, là mình đừng bao giờ để cho họ lợi dụng nữa nha. Các vị đồng tình với tôi không? Đừng bao giờ để họ lợi dụng mình nữa nha. Như vậy thì đừng bao giờ để họ lợi dụng thân xác mình, đừng bao giờ họ lợi dụng những cái chuyện khác của mình. Nhiều khi họ dụ mình, họ nói ngon nói ngọt, họ thúc đẩy mình nhiều việc, mình nghe như vậy mình khoái tai, và bây giờ mình đang khổ nè, mình nghe họ dụ như vậy mình thích. Nhưng mà không, các vị, lương tâm của họ không tốt đâu. Họ mượn chúng ta, họ muốn ném đá dấu tay, họ là những người đứng sau để họ mượn các vị để làm những điều đó. Cho nên tôi mong rằng những điều này là đừng bao giờ tiếp tay cho nó, dứt phát phải chấm dứt ngay. Và mình có cái danh dự của mình, mình cũng là một con người, mình cũng có một mái ấm gia đình. Ngày xưa mình mái ấm gia đình trong cha trong mẹ, bây giờ mình có một mái ấm gia đình trong một tập thể, trong một tập thể. Vậy thì bây giờ tất cả mọi chú bác cô và anh em và các cháu ở đây, chúng ta cùng siết chặt tay nhau, nhắc nhở nhau khi có những người có thái độ là chúng ta muốn tiếp tay cho những người xấu. Mà tôi mong rằng trong lương tâm của chúng ta không bao giờ có ý niệm này nữa. Nhã tỷ như trong lòng chúng ta cũng có những ký ức chứ, là một con người ai cũng có ký ức. Nhưng mà nhã tỷ nhớ đến những cái điều ký ức đó thì chúng ta phải chấm dứt ngay trong lòng. Chấm dứt ngay trong lòng là mình biết rằng mình cứ nghĩ rằng đây là ý niệm xấu. Mà nếu mình cứ giữ ý niệm xấu này sẽ bị kẻ khác tiếp tục lợi dụng mình, tiếp tục lợi dụng mình. Cho nên chúng ta đừng bao giờ để kẻ xấu lợi dụng. Chúng ta bây giờ phải tích cực lao động để tìm quên. Chúng ta phải tích cực tôn trọng trong mọi quy sinh hoạt để rồi chúng ta quên. Và từ từ con người chúng ta có những cái thái độ sống tốt đẹp hơn, làm những điều đó. Như vậy đôi khi trong những môi trường không tốt, trong một cái hoàn cảnh không tốt để đưa đẩy chúng ta đến một cái việc làm không tốt, thì bây giờ chúng ta có một mái ấm gia đình và những người hướng dẫn chúng ta làm những người tốt, và chúng ta có điều kiện để trở thành người tốt. Như vậy đây là những cơ hội rất là tốt. Và chúng ta làm như vậy chúng ta mới cảm thấy rằng tình người mà mọi người công dân trong một đất nước, những người có lương tâm trong một đất nước dành cho chúng ta. Và chúng ta phải sống như vậy chúng ta mới thấy trả ơn được những người đã dành cho mình. Mà trả ơn không cần cái gì, mà cần tất cả chúng ta đều được hạnh phúc. Vậy mỗi người đến đây là muốn cho các vị hạnh phúc, muốn cho các vị vui vẻ vẻ, muốn cho các vị được sung sướng, muốn cho các vị an vui. Như vậy khi các vị được vui vẻ, các vị được sung sướng, các vị được an vui là các vị đã trả ơn cho những người đến đây rồi đó. Cũng giống như một bác sĩ, một bác sĩ trị một người bệnh là muốn cái gì? Trị bệnh là muốn cho người hết bệnh. Như vậy chính cái hết bệnh của bệnh nhân là bác sĩ vui không? Vui. Chính cái hết bệnh của bệnh nhân là bác sĩ vui. Và chính cái vui vẻ và sống an vui thoải mái của các vị, hiền lương của các vị là cái cách để các vị làm cho mọi người đến đây vui rồi đó. Vui rồi đó. Như vậy những điều mà chúng tôi nói như vậy để các vị tự thấy rằng mình ở đây là một đại gia đình. Tôi nhớ có một cái chuyện trong cái quà tặng cuộc sống, tôi kể các vị nghe để các vị rằng thấy rằng chúng ta có những điều rất hạnh phúc mà những người khác không có được. Một vị tỷ phú, tức là một ông tỷ phú, thường thường nói đến tỷ phú là chúng ta biết rằng những người đó giàu có. Ông muốn giáo dục con mình, cho nên ông chở con mình đi vào một nông trại nghèo của một miền quê sâu. Và ông muốn cho con thấy được rằng con à, muốn làm có một đồng tiền phải cực khổ như thế như thế. Họ là những người cực khổ hơn ta, họ là những người có cuộc sống thiếu vật chất hơn ta, họ là những người thế này thế khác, ta là những người sung sướng, cho nên con phải biết trân trọng để làm nên đồng tiền, vân vân. Ý của ông là như vậy. Nhưng mà một tuần ông chở con ông đến nông trại,
đi đến những nơi sinh hoạt, chăn nuôi, làm cỏ, cuốc rẫy, cuốc bẫm cày sâu và những cuộc tắm, chơi trên sông nước của các trẻ em mà không có người quản lý. Thì ông mới trên chuyến đi về, ông mới hỏi con mình rằng: con à, một tuần qua con có thấy cái gì nơi cuộc sống ở nông trại nghèo đó không con? Thì cái người con mới trả lời rằng: thấy bà, con thấy rất rõ, con thấy họ sung sướng hơn mình nhiều lắm. Người cha ngạc nhiên, muốn cho người cha muốn cho con thấy rằng sự cực khổ để con về con cố học cố làm. Nhưng mà họ nói, người con trả lời: con thấy á, gia đình mình có mấy người à mà họ cả trăm người như vậy, sung sướng quá cha. Mình có một hồ bơi nho nhỏ à, họ có cả một dòng sông lớn mà muốn tắm giờ nào tắm, sung sướng quá cha. Trong giường mình á, mình treo những cái bóng đèn leo lét một vài bóng, còn họ có cả một bầu trời sao trăng, sung sướng quá cha. Mình á, đi đến đâu mình cũng cần lính tráng bảo vệ, còn họ tự xiết tay nhau, họ tự bảo vệ trong một tinh thần hòa hợp, không ai làm gì ai hết cha. Họ chỉ cắm cụi làm ăn và họ bên vực với nhau, họ xiết tay nhau, tôn trọng nhau, thương yêu nhau, cả một tập thể lớn vậy đó cha. Như vậy những điều đó họ sung sướng hơn mình cha. Người cha ngạc nhiên trước trả lời của con. Như vậy chính những cái điều mà các vị có mà có những người khác ước mơ, có những người mất tự do mà chúng ta đã trở thành những người được sống trong một môi trường tự do. Như vậy vô cùng hay chứ. Đó là tôi nói hai điều. Thứ nhất là xã hội đưa đẩy chúng ta, thứ hai là do hoàn cảnh của gia đình mà đưa đẩy đến chúng ta. Và thứ ba là một điều mà tôi muốn nói là chính chúng ta đã đưa đẩy mình vào những cuộc sống khó khổ, chính chúng ta đã đưa đẩy mình vào những cái sai lầm. Sai lầm. Như vậy thì bây giờ các vị phải tự trầm ngâm suy nghĩ lại. Có những điều sai lầm do xã hội đưa đẩy đến mình, có những điều sai lầm do tự cái con người của mình ham muốn, tham vọng, hoặc là những tự thân của con người mình có những ước mơ kém suy nghĩ cho nên mới đưa vào những hoàn cảnh khổ khó. Như vậy có những sai lầm chúng ta phải chịu trách nhiệm một phần, phải chịu trách nhiệm một phần, đừng đổ thừa. Có những cái sai lầm mà không đổ thừa được. Ví dụ như hai điều trước tôi có thể chấp nhận cho các vị đổ thừa đó. Vì con cái trong gia đình làm chúng ta khổ đau, chúng ta sẽ bỏ ra đi. Và có những người do cha mẹ chúng ta hà khắc hoặc là đối xử tệ với chúng ta, buồn gia đình, chúng ta bỏ ra đi. Những thái độ đó chúng tôi thông cảm và chia sẻ trọn vẹn với các vị. Và có những thái độ do xã hội đưa đẩy chúng ta vào đường cùng, cho nên chúng ta tìm lối thoát bằng những cái việc mà chúng ta có thể làm được nhưng biết rằng xấu, nhưng mà vì xã hội đưa đẩy. Những điều đó tôi chấp nhận cho tất cả các vị đổi thừa. Chúng ta đổi thừa thế nào cũng được. Nhưng mà có một điều, nếu là chúng ta sai thì chúng ta phải nhận rằng cái đó do chính mình sai thì không nên đổi thừa. Và đây là một trong những điều quan trọng. Tại vì có những lúc do xã hội, do gia đình, nhưng mà nếu lương tâm chúng ta bằng nghị lực tốt, bằng những quan niệm tốt, chưa chắc gì chúng ta rơi vào sai lầm. Và cuộc sống như thế chúng ta mới hiểu rằng cuộc sống gia đình có tồi tệ cách mấy, nó vẫn tốt hơn là cuộc sống ở ngoài đường các vị. Có phải vậy không? Cuộc sống ở bên ngoài nhiều khi chúng ta bức xúc cách mấy, nhưng mà chúng ta vẫn có một mái ấm gia đình, vẫn có một cái mền cho cha mẹ sắm ra, vẫn có một bữa cơm do anh chị em chúng ta nấu lên. Và tất cả những điều đó do tất cả mọi người đùm bọc trong một gia đình, hơn là chúng ta đi lang thang. Như vậy có những thái độ do sự bức xúc của mình tự tách rời với môi trường gia đình, nhưng mà khi mình đi ra rồi mình thấy cuộc sống khổ. Nhưng mà quay lại quay không được, vì mình tự ái. Tại vì có những khi chúng ta ra đi, chúng ta nói tao ra đi là dứt phát, tao thề với cuộc đời nha, hả? Đi là chết bỏ chứ không bao giờ tao trở về, đúng không? Có những người thề vậy. Và chính cái thề vậy cho nên cuối cùng á, nhiều khi muốn trở về gia đình lắm chứ, ước mơ để trở về được thăm cha mẹ và sum họp với tất cả những người thân lắm chứ. Nhưng mà tự ái, hồi xưa mình hứa rồi, hồi xưa mình hứa rồi mà bây giờ mình trở lại kỳ quá, vân vân. Cho nên chúng ta có những điều mà do chính mình gây ra, do mình nóng giận, do mình buồn phiền, do mình bức xúc rồi mình gây ra. Rồi sau này mình tự ái, mình ngại, mình trở về cái kỳ, mình trở về mình sợ cái máu anh hùng của mình nó bị giảm đi, ha, mình nói. Nhưng mà mình suy nghĩ như vậy thì không nên. Tất cả những đó là lỡ lầm nhất thời nóng giận mà thôi. Chúng ta có quyền trở về với gia đình, chúng ta có quyền sum họp để đoàn tụ, và chúng ta có quyền nói lên những lời tha thiết là con có lỗi, hay là mẹ có lỗi, hay là những người thân rằng biết rằng mỗi một người có một phần đóng góp trong sai lầm, để chúng ta xây dựng lại một cuộc sống mới.
Vì chúng ta ra đi, chúng ta sẽ có kinh nghiệm rất nhiều để chúng ta xây dựng một cái cuộc sống mới. Đó là những cái ba cái yếu tố mà tôi nói như vậy. Và yếu tố quan trọng là tôi muốn nói là tự thân của mọi người phải kiểm soát lại chính mình. Các vị đêm đêm trước khi ngủ, các vị nên nghĩ lại một chút về cuộc đời của mình. Sai lầm này có phải do mình không? Những ý niệm này từ đầu người ngày xưa mình cũng đã từng là một học sinh cấp sách đến trường. Dù có nghèo đi chăng nữa, mình cũng vẫn được những người trợ giúp cho mình một quyển tập, quyển sách, thầy cô cũng có thể ủng hộ cho mình để được đi học. Rồi tại sao từng ngày mình lại như thế này? Thay vì mình lớn lên mình sẽ đóng góp được nhiều cho cha, cho mẹ, mình lớn lên mình sẽ đóng góp được nhiều cho xã hội, mình lớn lên mình sẽ được cầm quyển sách, mình đọc được chữ, mình cầm tờ báo, mình đọc được nhiều điều. Nhưng mà trái lại ngày hôm nay do gì đưa đẩy? Có những lúc các vị trước khi lên giường ngủ, các vị nằm suy nghĩ lại đi. Suy nghĩ lại từng điểm như thế. Và các vị tự suy nghĩ lại rồi thì suy nghĩ lại, và cái nào các vị thấy rằng chính mình sai thì các vị nên bỏ, nên khắc phục. Và cái nào mà các vị thấy rằng chính hoàn cảnh xã hội sai thì các vị nên tha thứ. Tha thứ. Vì chỉ có trong cuộc sống này tha thứ người khác và khắc phục sai lầm của mình thì mình mới cảm thấy lương tâm mình lớn trưởng thành, mình mới có thể có một nguồn vui, mình mới có thể có nguồn an lạc. Trong Duy Thức Học có một cái bài mà Duy Biểu Học có một cái bài mà kệ nói rằng có hạt giống sẵn có hạt giống trao truyền, quân tập thời thơ ấu, cả thời gian thai nghén. Ở đây tôi lặp lại bài kệ này, mặc dù bài kệ này nó sâu sắc nhưng mà tôi muốn làm một cái tiêu đề nhỏ để chứng minh cho các vị. Tôi đọc lại nha. Có hạt giống sẵn có hạt giống trao truyền, quân tập thời thơ ấu, cả thời gian thai nghén. Tôi đọc lại lần thứ ba. Có hạt giống sẵn có hạt giống trao truyền, quân tập thời thơ ấu, cả thời gian thai nghén. Hạt giống ở đây là muốn nói cái tâm thức của chúng ta. Có những cái tâm thức mà từ nhỏ chúng ta đã có sẵn ở trong lòng. Ví dụ như có những người lương thiện thì từ nhỏ cái hạt giống nó đã trưởng thành lớn lên, nó trở thành một người lương thiện. Có những người có những hạt giống hơi xấu, cho nên từ nhỏ nó đã biểu hiện những tánh xấu của nó từ nhỏ. Cái đó là hạt giống sẵn có. Mặc dù nó không muốn, nhưng mà sau tự tâm của nó cứ khởi khởi lên hoài như vậy đó. Rồi quân tập thời thơ ấu, cả thời gian thai nghén là sao vậy? Hồi nhỏ đó chúng ta thấy người khác làm, tức là quân tập thời thơ ấu là mình thấy người khác làm mình bắt chước. Ví dụ hồi nhỏ mình sống gần lò heo, mình thấy người khác đâm heo thuốc chó thì tự trong lòng mình có một ý niệm mình nắng đất, cắt lục bình, cắt bắp chuối, mình về mình cũng sọt, mình cũng đâm như mấy người đâm đồ tể. Cái đó là mình quân tập thời thơ ấu, tức là bắt chước. Rồi có những thái độ do chúng ta thời thơ ấu sống trong gia đình, cha mẹ chúng ta ăn nói những lời thiếu khiêm nhã thì mình hồi nhỏ mình không biết gì, nhưng mình nghe cái mình bị quân tập, cái mình cũng nói những cái câu đó, mình cũng nói câu đó. Rồi á, cả thời gian thai nghén là có những lúc cha mẹ mang thai chúng ta, có những lúc cha mẹ mà mang thai chúng ta mà do làm những việc không tốt thì coi khi chúng ta bị ảnh hưởng hạt giống không tốt. Ví dụ như bây giờ có những người làm kỹ nữ thì khi sinh con ra cái hạt giống kỹ nữ ít nhiều nó cũng tồn tại trong một cái hạt giống của một đứa con mình. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói, rồi có những người mà khi mang thai con thường tôn trọng những người là lương thiện, thường đến chùa lễ Phật, hay là thường hình dung đến những cái hình ảnh thánh thiện, thì đứa con sẽ tác động đến những cái hình ảnh đó mà khi sinh ra một đứa con tương đối vẹn toàn về mặt tâm thức lương thiện. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói tất cả những cái gì nó cũng có những cái tác động khách quan của nó cả. Cha mẹ hay là những cái người bầu bạn của mình, nhiều khi chúng ta thật sự với các vị nè, tôi nhớ hồi nhỏ nè, tôi đi chơi với mấy người lớn á, mấy người lớn ác vô cùng. Ác ở chỗ là hay xúi tôi đi đánh lộn. Mày mà không đánh nó là mày ngu á. Mình thì nhát, mình không dám đánh. Mà nó nói cái gì? Thằng nào đụng trước làm cha, thằng nào đụng sau làm con. Ví dụ vậy. Mình nhỏ, mình sợ. Mà nó lớn lên, mấy người lớn ác mấy cái chỗ đó lắm các vị. Cái đó là những ác. Xúi mình đi làm những chuyện bậy. Rồi cái mình cũng bị tự ái, mới đầu mình không dám. Nhưng mà nó khích ghét, rồi tự nhiên cái máu mình nó bị tự ái, nó làm cũng làm mình đến những cái sai lầm. Hay là mình không biết hút thuốc, nó ép mình hút.
Và nó thấy này thấy khác, ép mình uống. Mình không biết uống rượu, nó ép mình uống rượu. Tức là những cái mới đầu mình hút không được, nhưng mà ép riết rồi mình hút được. Hút được rồi cái hút ghiền, cái mình trở thành ghiền thuốc. Mình không biết uống rượu, nó ép mình uống. Nó nói mày uống ly rượu tao mới cho mày một đùi gà, ví dụ vậy, phải không? Mày uống ly rượu này đi, tao sẽ cho mày củ khoai lang, vân vân như thế. Mình không thích rượu nhưng mà mình mê cái đùi gà. Mình không thích rượu nhưng mình mê củ khoai lang. Hoặc là một đồ chơi nào đó, tự nhiên rồi cuối cùng mình phải uống. Uống cái này được, từ từ uống, tới chừng trở thành một người ghiền rượu nào hay, ví dụ vậy. Như vậy thì tất cả những điều đó là những người lớn đã xúi mình đi vào những cái sai lầm. Đó là quân tập thời thơ ấu đó các vị, quân tập thời thơ ấu đó. Những cái đó, những cái đó nó xúi mình sai lầm nho nhỏ hồi lúc nhỏ nào không hay. Tới chừng mình trở thành lớn lên cái mình biết hút thuốc, mình biết uống rượu. Cái về cái mình lén, cái mới đầu thì mình lén cha mẹ nghe. Mới đầu hút cái gặp cha mẹ cái giống sau lưng nha, phải không? Rồi sao? Ý rồi quen rồi thôi, cũng hút đại trước mặt ổng bả hút luôn. Vân vân như vậy. Cho nên á, tất cả chúng ta đều biết có những cái mình làm nó không hay. Mình biết không hay cho nên mình mới giấu cha, giấu mẹ, mình sợ bị rầy, mình mới giấu chứ. Nhưng mà cái không hay này được lặp đi lặp lại, biết cái nó trở thành thói quen. Rồi cái mình xem thường với cái không hay, cái nó trở thành cái bản chất của mình hồi nào mình không hay. Cho nên có những người mới đầu thì biết cái này sai nè, mới đầu làm cái này biết cái này xấu nè, nhưng mà làm riết cái nó quen, cái mình không thấy điều đó mình sai nữa, mình không thấy làm mình xấu nữa. Cho nên chính cái đó đẩy mình vào trong cái sâu tội lỗi, cái sâu tội lỗi. Thật sự với các vị, cho nên ở điều mà ở đây là có một cái mỗi chuyện ở trong chùa. Các vị nghĩ ở trong chùa có khi nào mất trộm không? Các vị chú tiểu có khi nào ăn cắp không? Chắc không? Đừng nói các chú tiểu để chớp là không có ăn cắp nha. Cái đó là hạt giống sẵn có, tức là nó đã bị tập khí của nhiều đời. Nó chứa trời, sanh ra nó không muốn. Nó biết ở trong chùa nó ăn cắp một cái mỏ, cái chuông, hay là ăn cắp một cái quyển kinh của ai, hay là ăn cắp một đồng tiền, một cái máy gì đó. Nó biết cái đó là sai chứ. Nhưng mà cái ham của nó có cái lòng ham. Cái ham nó thúc đẩy từ ở bên trong tiềm tàng mà nó chiến thắng không được, cho nên nó ăn cắp. Đây là một câu chuyện trong chùa đó. Thì ở trong một ngôi chùa đó có một chú tiểu thường xuyên ăn cắp đồ của mấy thầy. Mấy thầy mất trộm hoài như thế. Mới đầu mất trộm thì đổ thừa nhau. Nhưng mà rồi cuối cùng nhiều lần phát hiện được là chính chú tiểu này đi ăn cắp để chơi bậy, để đem ra ngoài bán, để mua bánh đồ ăn này kia rồi như thế. Và cuối cùng nhiều lần đem mét với hòa thượng là người trụ trì, là thưa hòa thượng phải trị tội ngay cái thằng nhỏ này, trị tội ngay thằng nhỏ này. Nếu mà hòa thượng không trị tội nó là tụi con bỏ chùa đi hết, tụi con không ở nữa đâu. Thì lúc đó các vị biết hòa thượng trả lời câu sau. Hòa thượng nói đó, các thầy lớn rồi, các thầy là một lông một cánh rồi, các thầy có thể bay đi mọi nơi, nhưng đứa trẻ này nếu mà hôm nay đuổi nó là nó không có chỗ dung thân, nó sẽ chết. Cho nên các thầy đi, các thầy là người tốt, các thầy đi đến đâu cũng được nhiều người đón đưa, được nhiều người quý trọng. Còn đứa trẻ này nó là người xấu, nếu tôi không dung chứa nó, xã hội sẽ không dung chứa nó. Cho nên các thầy có thể đi, nhưng đứa trẻ này có thể ở lại với tôi. Đó là lời nói của một vị hòa thượng. Như vậy thì các vị thấy rằng những người khác mà có lương tâm, những người có lương tâm đều đối với chúng ta như thế cả. Và chính cái chỗ đó chú tiểu quỳ với hòa thượng và khóc là bạch thầy, con đã sai rồi. Và con xin hứa với thầy, với hòa thượng, với sư ông, với tất cả các thầy trong chùa là kể từ hôm nay trở về sau chức phát trong cuộc đời, thà con có thể chết, thà con có thể bị chặt đôi tay này, chức phát con không bao giờ đụng đến của không cho. Và thật sự kể từ hôm đó chú tiểu không bao giờ có thái độ như thế nữa, mà chú tiểu còn có cái thái độ là san sẻ với những người khổ hơn mình nếu những điều chú có. Như vậy thì các vị thấy rằng tất cả những gì chúng ta có thể sai, nhưng tất cả những người khác có nhiều người thông cảm và tha thứ với chúng ta, mà đòi hỏi rằng nhờ như vậy chúng ta được cải thiện về cuộc sống của mình. Về cuộc sống của mình. Đó là những điều mà chúng tôi mong mỏi rằng tất cả chúng ta đều suy nghĩ đến người khác, luôn quan tâm đến chính chúng ta, luôn quan tâm đến cuộc sống của chính mình. Và chúng ta biết rằng khi thay đổi một quan niệm, tức là thay đổi một tập khí, vất vả chứ không phải dễ đâu. Ở đây có ai ghiền thuốc không? Đưa tay lên. Dạ xin thưa với các vị lấy thuốc đâu hút?
tức là cô Mai cho tiền các vị mua thuốc hút. Không phải, tức là ở đây là các vị nói là các vị, tôi muốn nói là thuốc ở đâu các vị hút, thì các vị nói là cô Mai cho tiền các vị hút, phải không? Hay là ở đây do ban giám đốc phát cho các vị hút? Bình quân mỗi ngày chúng ta hút bao nhiêu điếu? Mấy điếu? Một điếu hả? Bốn điếu. Tức là cao, ai ở đây là cao thủ nhất về mỗi một ngày được bao nhiêu điếu? Năm điếu. Năm điếu khoảng bao nhiêu tiền ha? 400. Năm điếu là 400 đồng. Thật sự á, tôi nghĩ rằng á, thuốc á thì nó chẳng có ngon. Không, để tôi nói với các vị nghe. Thuốc á thì thật sự không ngon. Nhưng mà từ đầu á, chúng ta hút có sặc không? Tức là hồi nhỏ mà chúng ta lần đầu tiên hút thuốc á, có sặc không? Và hút thuốc rồi chúng ta có thấy đắng miệng không? Đắng chứ, cay nè, đắng nè. Thật sự với các vị, tôi không có hút nhưng mà tôi có thử á. Thật sự với các vị rồi, tôi có hút thử đó, nhức đầu kinh khủng lắm các vị. Hút rồi một cái là mình muốn té vậy đó, nó quay mồng mồng muốn té vậy đó. Xin thưa, đó là sự thật. Và sau đó rồi cái miệng nó cứ cay 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 cay, cái gì uống nước vô nó cũng thấy giống như có một cái gì nó chặn cái họng mình lại vậy đó. Cái khẩu vị về cảm nhận về nước, về cơm, nó tự nhiên nó khác liền. Đó là tôi có thử thuốc á. Tôi thấy tại sao người này người kia hút được, nhưng mà không cách nào hít được. Tôi nuốt vô để tôi hả ra thì ra được, nhưng mà tôi hít là sẽ sặc. Tức là những người hút thuốc không phải dễ ban đầu, mà chúng ta cố mà tập. Mà tôi hỏi thật với các vị hút thuốc nha, mình hút thuốc là để lấy quay hay là để được cái gì, hay là do chúng ta vui hay là cái gì? Chẳng hạn như thầy không hút thuốc, thầy buồn, thầy giải sầu bằng cách nào hả? Nếu thầy không biết hút thuốc thì, và tôi xin thưa những người ở đây có, cũng còn rất nhiều người không biết hút thuốc chứ. Có nhiều người hút thuốc nhưng mà có những người, rất nhiều người không biết hút. Rồi vậy như khi các vị buồn, các vị giải sầu bằng cách nào? Hút thuốc. Ủa vậy đó hả? Hút thuốc bay khói là hết nhớ rồi. Tôi nhớ rồi đó, mấy cái người mà hút thuốc cũng có văn vẻ lắm. Hút thuốc đen phà ra khối trắng, để nhìn đời thay trắng đổi đen. Nhớ nha. Nhưng mà thật sự các vị á, tôi muốn nói ở đây, thuốc không có cái gì là tốt hay là không có gì là xấu. Hút thuốc là chuyện rất là bình thường, rất là bình thường. Nhưng mà tôi muốn nói ở chỗ là tập mà biết hút thuốc á, nó vất vả lắm, đúng không? Nhưng mà tới bỏ đó dễ không? Cũng khó như thường. Thật sự tôi có một người anh hút thuốc mà tôi phiên rồi, hút thuốc sau này anh là bệnh phổi nè, bệnh gan nè, hút thuốc là tổn hao nè, và chất nicotine sẽ làm giảm tuổi thọ nè, tôi phiên rất nhiều. Anh nói thầy ơi, đâu phải dễ đâu, bỏ một cái rồi nó buồn lắm, nó ngày nó ngật, nó khó chịu lắm. Nhưng mà bằng sự quyết tâm, tôi nói anh bỏ thuốc đi, tôi mua kẹo cho anh ăn. Tức là lúc khi nào mà anh buồn thì anh cứ gì ăn cái kẹo. Ngày đầu tôi nghĩ là rất vất vả, nhưng về sau rồi anh sẽ cảm thấy một sức khỏe rất tốt. Và thật sự với các vị, nếu các vị bỏ thuốc không lâu, tức là bỏ thuốc trong vòng khoảng một tuần lễ hơn thôi, các vị thấy sức khỏe và đầu óc của mình thay đổi. 3 ngày đầu tôi có thể cho các vị vất vả đó, nhưng mà nếu chúng ta bằng lòng quyết tâm, chúng ta có thể bỏ được đó các vị. Chúng ta hút thuốc nó không có được một, xin lỗi nha, hút thuốc không phải là chuyện xấu. Nó là chuyện rất là bình thường, không có gì là xấu nha. Ở đây tôi muốn nói nha. Nhưng mà tôi muốn nói rằng hút thuốc không có lợi cho sức khỏe. Các vị nhìn tất cả các bao thuốc coi, cái bao thuốc nào cũng để cái câu gì? Hút thuốc, cái tất cả những nhà sản xuất thuốc đều phải để câu này. Nhà nước mới cấp giấy phép cho là sản xuất thuốc. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Nhưng mà các vị biết rằng, tại vì các vị buồn quá, tôi cũng thông cảm, buồn quá cứ hút, tôi không có nói gì. Nhưng mà hút một điếu thuốc không có lợi ích cho sức khỏe, mà cái chất nicotine trong thuốc á, nó sẽ làm giảm cho các vị. Một điếu thuốc như vậy theo cái bác nhà y học là sẽ làm giảm 5 phút tuổi thọ. Các vị nghe ít quá phải không? Nhưng mà thật sự một ngày các vị hút bao nhiêu điếu, và một năm các vị hút bao nhiêu, 5 năm, 10 năm như vậy bao nhiêu?
các vị giảm đến 50 tuổi thọ và 20 tuổi thọ là chuyện rất bình thường. Cho nên các vị bằng biết rằng mình hút như vậy, một là tốn tiền, hai là đôi khi mình không có tiền thì đôi khi mình đi lượm dế nhủi. Các vị có biết dế nhủi không? Cái gì? Cái chuyện này sở dĩ tôi biết được là những người chuyên môn. Xưa kia đó tôi nói thật các vị tôi đâu có biết vụ này. Tôi về, tôi ở với anh tôi. Cái khoảng 9 giờ đêm rồi, các cửa tiệm là ở vườn quê mà đâu ai mở cửa tới. Cho nên đóng cửa hết rồi, cái anh mới bưng đèn, anh gọi gọi. Tôi mới hỏi là anh đi kiếm gì vậy? Anh nói đi kiếm dế nhủi. Tức là gọi các hốc nhà, các cái nơi sọt rác rồi trong đây á, rồi dựng ngoài sân. Cái tôi nói dế nhủi đâu mà anh đi kiếm vậy? Nó kiếm hồi có à. Cái một hồi anh lượm. Cái tôi nói cái dế nhủi đâu? Thì anh đưa ra là các vị biết cái gì không? Những cái cán thuốc còn lại đó, 3-4 cán như vậy, anh mới tháo ra. Anh mới lấy, anh dấn thành một điếu mới, lấy giấy dấn thành điếu mới anh hút. Và anh cho cái đó là dế nhủi. Và từ đó tôi mới biết rằng những người uống thuốc chuyên nghiệp mà khi mà đi tìm dế nhủi là đi tìm những cái cán thuốc còn lại. Thật sự với các vị á, cho nên khi mà ở đây chúng ta là chúng ta sống một trong một môi trường hạn chế về tài chánh, tiền ít lắm. Tôi biết các vị tiền ít lắm, cho nên chúng ta phải để dành nè. Một mai này chúng ta có phương tiện, có thể là chúng ta đi xe để về thăm quê hay là đi đâu đó, hoặc là chúng ta có thể gửi mua cho mình một cái áo, hay là chúng ta gửi mua mình một đôi dép, hay là gửi mua mình một cái quần, hay là gửi mua mình một cái gì đó nó hay hơn. Tiền dành dụm, một mặt là chúng ta hút thuốc sẽ sanh bệnh, một mặt thứ hai là chúng ta hút thuốc sẽ làm giảm tuổi thọ, và thứ ba là chúng ta hút thuốc sẽ tốn tiền. Cho nên bây giờ tôi mong các vị bỏ liền thì không được, mà các vị nên giảm. Ví dụ bây giờ mỗi ngày mình hút 5 điếu thì mình tập ngày hút chừng 4 điếu thôi, rồi lần lần 3 điếu thôi, 2 điếu thôi, rồi có thể là lâu lắm một ngày mình 1 điếu thôi, rồi sau đó 2-3 ngày 1 điếu, rồi đó sau đó là chúng ta có thể bỏ được luôn. Và sau đó các vị nhiều khi các vị thấy là hút thuốc phiền quá à. Lúc nào cũng phải cần điếu thuốc, nó đang làm gì đó, nhiều khi đang làm cũng mệt mỏi, cũng ngáp gió, rồi còn phải tìm thuốc mới làm nữa, vân vân, chúng ta thấy phiền rồi chúng ta bỏ. Ở đây chúng tôi muốn nói, tập một cái điều không phải dễ, nhưng mà bỏ một điều cũng không phải dễ. Vì vậy tôi mong rằng tất cả chúng ta phải có nghị lực lắm, chúng ta mới vượt qua được những thử thách này. Bác Hồ cũng đã có từng nói với chúng ta rằng gạo đem vào giả bao đau đớn, gạo giả xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Tất cả những gì chúng ta thành công được, tất cả những gì chúng ta có được, không ai sung sướng mà thành cả. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh bác đưa ra là hạt gạo. Gạo bỏ vào cối, xin lỗi, hạt lúa. Lúa bỏ vào cối, cối xảy qua nhiều cái vấn đề sai nghiền như vậy, rồi cuối cùng nó mới có hạt gạo. Như vậy hạt gạo muốn có được nó phải cực khổ lắm. Mà nếu nhìn sâu hơn nữa, hạt gạo này có được là từ bác nông dân. Bác nông dân phải cày sâu cuốc bẩm, phải nắng cháy mưa xa, phải mồ hôi vất vả rồi mới có được hạt gạo. Rồi có được hạt gạo, rồi gạo qua dừng sàn, rồi cuối cùng chúng ta bưng cái chén cơm chúng ta thấy bình thường lắm các vị. Tới giờ ăn cơm, chúng ta bưng chén cơm lên, chúng ta có thấy là mồ hôi đổ trống không? Đâu thấy, phải không? Chúng ta có thấy rằng công sức của biết bao người ở trong đó không? Đâu thấy. Chúng ta chỉ thấy một chén cơm dọn dẹn thôi. Nhưng mà đôi khi chúng ta cơm mà hơi khê, chút cái chúng ta nói ý bữa nay cơm khê gì mà ăn gì, phải không? Hay là cơm mà lỡ hơi sống cái trời ơi nấu cơm gì mà dở thế, sống nhăn gì ăn bệnh chết này kia vân vân. Nhưng mà chúng ta biết rằng có được một chén cơm chúng ta ăn cực lắm các vị. Cực nó qua nhiều công đoạn, và cực đến nỗi những người trực nấu cơm, và cực đến nhiều người và nhiều tấm lòng trong đó, chúng ta mới có một chén cơm ăn. Cho nên gạo đem vào giả bao đau đớn, gạo giả xong rồi trắng tựa bông. Sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Các vị thấy cô Sương Mai sướng không? Không sướng đâu. Gian nan từ buổi ban đầu, rồi hôm nay mới có được những cái gì chút đỉnh trong cuộc đời mà mình đã từng hy sinh, từng cống hiến. Như vậy các vị cũng thấy, chúng ta muốn thay đổi số phận của chính mình, mình muốn số phận mình đẹp hơn, tốt hơn, mình có nhiều cái điều
mà hạnh phúc hơn thì mình phải chiến đấu vất vả với chính mình lắm các vị. Phải gian nan rèn luyện với tự thân của mình nhiều lắm. Cho nên hôm nay tôi mong rằng các vị phải tự thay đổi được số phận của mình bằng những cái là dùng ý chí và nghị lực kiềm chế những thói quen mà nó không tốt. Những thói quen nào chúng ta thấy là thói quen hay nói tục thì bây giờ chúng ta chuẩn bị nói tục thì chúng ta bụm miệng lại. Bụm miệng lại cho nó chết rồi chúng ta chuẩn bị nói tục. Hoặc là chúng ta tự cảnh giác mình bằng mày hay nói tục hen, tức là mình tự ý thức mình á. Mỗi lần mình nói tục ra mình giá miệng mình một cái. Tức là mình phải tự kiềm chế bằng bằng cách đó. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói rằng cái đó là chúng ta không có suy nghĩ xấu, nhưng mà cái thói quen rồi. Quen rồi bây giờ nói ra nó quen như vậy chứ chúng ta không có tác ý. Nhưng mà bây giờ mình muốn bỏ một cái thói quen đó, mình phải làm như thế. Tức là phải tìm cách để kiềm chế nó. Rồi bây giờ các vị có cái thói quen sân, mình ở chung trong tập thể ai nói sóc mình câu là mình làm lại liền, hay là mình hành hung liền, hay là mình cũng có những cái mà cử chỉ mình quýt mình thấy, nhiều khi mình làm không lợi nó rồi mình cũng thấy, hay là thế này thế khác. Thì bây giờ mình muốn chiến đấu nó một cách nào, mình chiến đấu cách nào. Bây giờ thay vì người ta, mình không hài lòng chuyện đó thôi, mình bỏ mình ra, mình múc một chén nước lã mình uống vào. Tức là mình tập mình thói quen khi nào giận lên tôi sẽ đi múc chén nước lã tôi uống vào cho mát cơ thể. Tức là tự mặc định với mình như vậy, mỗi khi người ta sốc mình câu mình không đừng nghe lời nữa, mình đi chạy ra ngoài cháy mình múc chén nước mình uống vào. Cái người mà người ta sốc mình ta sẽ tự thấy họ quê à. Quê à, người ta nói mình mà mình không giận á là người ta quê. Trong cuộc đời các vị thấy có phải điều đó không? Người anh A này chửi thằng B, thằng B cứ ngồi cười hoài khảy đàn rồi chơi thì thôi ai giận? Cái thằng chửi giận hay là bị chửi giận? Chửi giận. Cho nên các vị phải muốn chọc cho người khác giận, hay là các vị làm cho người khác thua mình bằng cách là nó chửi mình cười khẩy. Thật sự một hồi mình không phải là người giận mà chính người chửi mình giận. Cho nên các vị muốn á, trả thù cho người chửi mình bằng cách mình làm thinh hoặc mình cười khẩy mình, hay là mình đánh chống lãng. Nó chửi mình câu cái mình nói ủa anh chim hả, anh cò hả, vậy kia nọ. Một hồi là tự quê nó tự nín. Cho nên các vị đừng bao giờ nói lại những câu nặng lời mắc công lắm. Nói với câu nặng lời một hồi chúng ta cùng leo thang với nhau. Nó cha mày thì mình cũng cha nó, hồi cuối cùng tới ông cố ông nội gì đó một dài dài lên cả trời đất luôn. Nó cũng chẳng được gì mà chúng ta lại phiền. Bây giờ nó nói mình câu thì mình nín thinh mình lo chuyện khác, nó hay hơn, nó hay hơn. Đó là chúng tôi muốn nói là cái cách để mình tập mình thay đổi được thói quen của mình đó. Mình thay đổi thói quen của mình đó. Nhớ là như vậy, các vị nên nhớ là như vậy. Ha, hay là mình hay có những người có cái thói như thế này. Mỗi lần sai ai cái muốn cứu họ một cái, hay là muốn đẩy họ một cái, muốn nặng tay họ một cái. Như vậy không có nên. Muốn nhờ ai chuyện gì mình nên nói rất nhẹ. Anh hay cô hay chú hay là bác gì đó, làm giùm con, giùm em, giùm cháu gì đó như thế. Hoặc là trang bạn nhau, mày làm giùm tao này chút xíu coi, vân vân. Tất cả những gì đó mình nói trong cái tinh thần là yêu cầu nhẹ nhàng với nhau. Và các vị nên nhớ rằng cuộc sống tập thể vô cùng quan trọng. Chúng ta có những lúc chúng ta bệnh nè, có những lúc chúng ta thiếu kém nè, có những lúc chúng ta phải thế này thế khác. Ai chắc mình được khỏe hoài đâu. Cho nên trong một môi trường tập thể phải tôn tương thân tương trợ với nhau. Đừng bao giờ nó bệnh nó nằm sò sò đó, cái mình nói nó bệnh mặc kệ nó bệnh chứ tôi bệnh sao. Cái đó là không nên. Một người trong phòng mình bị bệnh thì tất cả những người trong phòng khác phải có trách nhiệm. Ví dụ mình giặt đồ giùm, hay là mình bưng cháo giùm, hay là mình đỡ những người đó dậy, hay là mình dắt người đó đi vệ sinh, đi tiêu đi tiểu gì đó, vân vân. Các vị phải nhớ như vậy. Hôm nay mình khỏe nhưng mà mai này mình bệnh thì sao? Những người còn lại sẽ tiếp tục dìu dắt cho mình. Các vị sống phải như vậy. Đó là tinh thần của cái cách sống tập thể, tương thân tương ái với nhau. Chúng ta có được 5-3 viên kẹo thì chúng ta cùng chia sẻ, mỗi một người đồng có một viên kẹo trong phòng. Chứ chúng ta đừng bao giờ thấy cái đó là của riêng và dành riêng cho mình. Hôm nay mình có 5 viên kẹo nhưng mai này bạn mình nó sẽ có 10 viên kẹo, có thể nó chia được nhiều hơn. Cho nên tôi mong rằng tất cả các vị sống trong một tinh thần tập thể phải hỗ trợ với nhau. Chị này bệnh, anh này bệnh, hay cô này bệnh, chú này bệnh, thì những người còn ở lại phải có trách nhiệm chăm sóc, quan tâm, hỏi thăm. Các vị thấy đây là một gia đình, đây là một đại gia đình. Và một đại gia đình này nó có một sự tương quan với nhau. Các vị có khi nào vui vẻ khi thấy người khác khổ không? Ví dụ ở trong phòng của mình có thể khi nào vui mà khi thấy một bạn mình nằm bệnh còn queo ở đó, rồi mình ở đây mình thấy mình sung sướng không? Không bao giờ.
mình thấy người khác bệnh mình cũng thấy mình nao lòng chứ. Cho nên mình phải có ý niệm chăm sóc. Rồi mai này mình tới mình bệnh thì người khác cũng có ý niệm nao lòng và họ sẽ chăm sóc cho chính mình như vậy. Cho nên chính đó là một cuộc sống tập thể, để mai này các vị lớn lên, các vị hay là mai này các vị già đi, các vị sẽ thấy có một đời sống của mình, có một kỷ niệm đẹp. Đời sống kỷ niệm của một thời nào đó mình đã từng sống với anh chị em trong một cái trung tâm như thế này. Và các vị sẽ tự hào được với mình rằng một cuộc đời mình sống có ý nghĩa, có chia sẻ với những người cùng chung phòng với những người khác. Và cuộc đời mình sẽ sống được, mình sẽ làm được những niềm vui cho những người đã từng đến đây chia sẻ với chính mình. Các vị làm được điều đó không? Tôi mong rằng các vị phải làm được những điều đó để cho mọi người đồng tốt. Các vị đừng bao giờ ý lại là nói là việc đó của nó chứ không phải việc của mình, không can hệ gì đến mình, cho nên mình không tiếp xúc với nhau, mình không gánh vác cùng nhau. Đây là một cái bài tập đọc mà tôi nhớ là thầy tôi ngày xưa đọc cho tôi nghe, tôi đọc lại cho các vị nghe. Các vị biết cái này là cái gì không? Cái kiến. Cái này là cái gì? Cái này. Như vậy cái gì đỡ cái kiến này? Sống mũi đỡ cái kiến. Như vậy là nó có cái bài mà bài tập đọc là sống mũi với kiến con mắt. Cái sống mũi với kiến con mắt, hai cái thằng nó phân biệt với nhau. Cái sống mũi nó đỡ cái kiến là đỡ cái kiến cho ai? Cho con mắt hay là cho nó? Cho nên cái sống mũi nó tức, nó mới phân biệt, nó nói là sống mũi mỏi mệt thở than, tôi không bệnh tật phải mang kiến hoài. Con mắt được sáng nhờ ai? Ở không chẳng chút đói hoài đến tôi. Mũi giận bỏ kiến đi rồi, mắt không thấy dách châu ôi đụng nhầm, mũi cao đụng trước dập bầm, từ rài mới hết lầm bầm hơn thua. Thì cái bài tập đọc này nó là như vậy. Tức là cái kiến này nè, nó có bị bệnh không? Xin lỗi, cái mũi nó có bị bệnh không? Nó không bệnh, mà nó đeo cái kiến cho con mắt là nó mắt cận thị hơn, mắt mình không thấy đường, hay là mắt mình bị viễn thị hay loạn thị gì đó. Cho nên bây giờ phải đeo cái kiến. Như vậy cái sống mũi nó phân bì, nó nói là tôi không có bệnh mà tôi đỡ cho cái con mắt hoài, mà cái con mắt nó chẳng bao giờ nó mở lời cảm ơn tôi. Tức là nói là ở không chẳng chút đói hoài đến tôi, con mắt nó đó làm gì đâu. Thằng mũi thì nó đỡ con kiến tối ngày vậy đó, còn con mắt thì thoải mái, cứ nhìn thoải mái mà chẳng chút lên cảm ơn anh mũi nghe, không có tức. Nhưng mà các vị biết, để tôi nói các vị thấy, trong cuộc sống cộng đồng nó là những cái sự tương quan đó. Rồi cái thằng mũi nó tức quá, nó nói ở không, mày ở không nha, mày nhớ nha, mà mày không có bao giờ mày cảm ơn tao, tao đỡ cho mày hàng ngày, mày nhớ nha, tao không đeo mày nữa, thử coi mày thấy đường không mày biết, cho mày sống mày nhờ ai. Thì khi nó không đeo kiến nữa thì con mắt lúc đó hết thấy đường. Nhưng mà hết thấy đường thì sao? Thì đi phải đụng cây, đụng đá, đụng bàn, đụng vách, đúng không? Nhưng mà cái mặt mình cái nào cao? Lỗ mũi cao. Như vậy khi chúng ta đụng vô, chúng ta đụng nào trước? Đụng lỗ mũi trước, đúng không? Như vậy á, cho nên khi con mắt nó đụng á, nó không thấy đường á, thì phải đi đụng. Mà đi đụng là đụng cái lỗ mũi, cái lỗ mũi trước. Dấp té, dập xuống cái nào trước? Cũng dập cái lỗ mũi vô, đúng không? Như vậy khi nó dập lỗ mũi rồi, nó mới là mũi cao đụng trước dập bầm, từ rài mới hết lầm bầm hơn thua. Như vậy các vị thấy, con mũi sống mũi với con mắt, mặc dù sống mũi nó đỡ kiến cho con mắt, nhưng mà chính nhờ con mắt sáng nó làm cho cái mũi được an toàn, đúng phải không? Cái mũi được không bị đụng, cái mũi không bị bệnh. Như vậy chúng ta sống trong tập thể cũng vậy. Một người bệnh sẽ ảnh hưởng đến cả phòng, cả phòng. Một người an vui á, nó cũng làm hạnh phúc cho cả phòng. Như vậy chúng ta muốn có an vui hay muốn có đau khổ? Muốn có an vui. Muốn an vui phải đừng làm cho người khác đau khổ. Vì khi chúng ta làm người khác đau khổ, chúng ta có vui không? Ví dụ chúng ta mới trách hờn ai đó những lời nặng nề, cho người khác phải ngồi khóc, hay là mình lận tay quá mình đấm vào mặt nó một cái cho nó đau, cho nó đã tức mình, người kia khóc, mình có vui không? Không. Như vậy á, mình đừng bao giờ làm cho người khác đau khổ. Vì người khác đau khổ, mình cũng bị khổ lây như vậy. Đó là một cái tinh thần của cuộc sống tương quan cộng đồng với nhau. Chúng ta phải cố mà tập cho mình thay đổi được những cái thói quen. Mình hay có thói quen mình giận cái là mình giả mặt người, mình giận cái mình đánh người. Thì bây giờ mình đừng bao giờ như vậy. Mỗi lần giận cái là mình nhớ là hôm đó cái ông thầy Phước Tiến ông nói rằng mình giận mình làm như vậy là mình làm đau khổ người khác mà mình đau khổ chính mình. Nghĩ được điều đó, cái thay vì mình giống nó rồi, mình đưa vậy cái mình rút lại, rút không nổi cũng phải công mình mà rút lại từ từ vậy, phải không?
hay là mở miệng ra là mình nói những lời cay độc để cho người khác phải đau khổ, thì chuẩn bị mở miệng ra mình giả miệng mình những lời cay độc đó. Mình tập mình nói làm sao cho người khác vui để mình được vui. Như vậy trong cuộc sống cộng đồng mới tốt. Và lên bữa ăn cũng vậy. Khi chúng ta lên bữa ăn, chúng ta đừng chê cơm sống hay là cơm dở hay là này kia kia nọ, cực khổ lắm các vị. Có một bữa cơm vô cùng vất vả. Và thói quen của chính mình thì lúc nào ai cũng thích làm một bữa ăn ngon sau một ngày vất vả, hay là sau một cái giờ bị chưa có đồ ăn mình đói, vân vân. Nhưng mà khi lên ăn vậy mình dễ phiền lắm chứ. Tôi cũng vậy, tôi cũng đôi khi lên ăn một bữa ăn dở phiền lắm chứ. Nhưng mà ngồi lại suy nghĩ, mặc dầu nó dở nhưng mà công khó của biết bao người, công khó của biết bao người mới có. Mình chưa có làm gì để ra điều này mà mình có được ăn. Thôi cho nên mình dừng lại, mình đừng bao giờ nghĩ, và cố mà ăn, ăn một cách ngon lành. Không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc. Dầu một bữa ăn nó không ngon nó cũng bổ, bổ hơn các vị hút một điếu thuốc. Chắc chắn là như vậy thôi. Đó là chắc. Cho nên bây giờ chúng tôi mong rằng lên một bữa ăn thì thấy như thế nào cũng phải vui vẻ mà ăn. Và nhớ là nên chia sẻ với nhau. Trong bàn này gồm có người già, người trẻ như thế nào đó, người bệnh, người khỏe. Ví dụ mình ngồi bàn 8 người, 10 người, nhưng mà trong bàn có một người bệnh, thì những người còn lại phải dành cái gì ngon nhất trong bữa ăn đó cho người bệnh có thể ăn được. Có thể ăn được, nên nhớ là như vậy. Ở đây tôi muốn nói là nên nhớ là mình làm như vậy. Để chi vậy? Hôm nay người khác dành cho mình, một ngày mai mình cũng bệnh và người khác dành lại cho mình. Mình dành cho người, người dành cho mình. Như vậy các vị sẽ thấy tình cảm chúng ta sống mà thương yêu chia sẻ như một gia đình, như một anh em chung một dòng máu. Đó là một cuộc sống rất là hay. Và tôi nghĩ rằng tất cả các vị ở đây đều có thể thực hiện được. Nếu tất cả mọi người đồng thực hiện là thực hiện được. Chứ một người thực hiện, các người kia không thực hiện thì khó lắm. Ví dụ mình nhường cho nó nhưng mà nó không biết nhường cho mình thì sao? Cho nên mọi người phải biết tôn trọng và nhường qua nhường lại. Như vậy thì tôi nghĩ là như vậy thì cuộc sống mình tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Và sự khó khăn nào chúng ta cũng có thể vượt qua được. Đó là cái cách để chúng ta chuyển hóa những cái tập nghiệp thói quen. Bây giờ tóm lại, trong cái buổi nói chuyện này, tôi muốn rằng tất cả các vị phải có những điều suy nghĩ như thế. Suy nghĩ được những điều là mình thường kiểm soát lại những cái mà mình đã từng sai lầm, và cố tình khắc phục để đừng bao giờ sai lầm nữa. Được không? Được, là một điều tôi rất là vui. Ý thứ hai là phải từng hạn chế những cái gì thói quen của mình mà mình thấy không hay, thì phải tìm cách cho nó hạn chế, để đến khi nào cái thói quen không hay đó không còn trong bản thân của mình. Được không? Được. Và thứ ba, trong mọi sinh hoạt đoàn thể, trong một tập thể, đừng bao giờ cấu xé lẫn nhau, đừng bao giờ ăn hiếp lẫn nhau, đừng bao giờ nặng lời lẫn nhau. Có giận thì thưa với các ban giám đốc người ta xử, có giận thì thưa với những người có trách nhiệm ta xử. Đừng bao giờ hành hung để cho nhau đau khổ. Các vị làm được không? Được. Vậy các vị cho tôi tràng pháo tay đi. Vậy thì hôm nay tôi cũng được ban giám đốc để cho chúng tôi có một khoảng thời gian ngắn để tiếp chuyện với tất cả các vị. Và ở đây trong đoàn gồm có cô Sương Mai, anh Hoàng, chị Thi và một số vị khác cùng đến thăm viếng với cái trung tâm này. Tôi hy vọng rằng còn nhiều đoàn nữa, và sau này sẽ có nhiều cơ hội gặp lại nữa, gặp lại những gương mặt thân thương của chúng ta. Tất cả chúng ta đều cùng với chúng tôi. Nếu các vị tốt, chúng tôi sẽ vận động được rất nhiều đoàn để giúp cho các vị, để còn các vị được tốt hơn nữa và cuộc sống đời sống các vị được tốt hơn. Còn nếu chúng ta không có làm được những tốt mà ban giám đốc phiền hà, thì tất cả những người khác họ khó mà đến đây lắm. Tôi mong rằng các vị thật tốt để được tiếng lành lan xa, để mọi người khác quan tâm đến mình, để mình có đời sống được an vui, hạnh phúc hơn. Lời cuối cùng, tôi chúc sức khỏe cho tất cả các vị. Tôi chúc ban giám đốc có đầy đủ sức khỏe và càng có uy tín hơn, để nhiều người cùng với ban giám đốc, các vị bảo vệ để chia sẻ được với những cái việc làm rất là nặng nhọc này. Tôi cũng xin chia sẻ với những vị nặng nhọc của ban giám đốc. Và tôi mong rằng các vị ở trong đây nên tôn trọng sự lãnh đạo của ban giám đốc để chia sẻ bớt gánh nặng của các vị lãnh đạo ở đây. Và chia sẻ ở đó không phải là chia sẻ gì cho ban giám đốc, mà các vị chia sẻ được gánh nặng cho ban giám đốc, có nghĩa là các vị đang ban thưởng hạnh phúc cho tất cả các vị đó, và các vị đang làm đẹp cho một cái tập thể của chúng ta đó. Tôi mong rằng các vị nên nhiệt tình cùng bắt tay với ban giám đốc
để làm việc cho nơi này được tốt hơn, và nơi này càng ngày càng nở hoa, có những người có những cái thành tích tốt, và tôi mong rằng luôn luôn lúc nào cũng có những bằng khen từ các nơi gửi về tất cả các vị. Chúc các vị vui vẻ. Và những lời đến đây là chấm dứt. Xin chân thành cảm ơn ban giám đốc. Cho tôi xin thay mặt cán bộ nhân viên và các cô bác trại viên cũng như các anh chị trại viên xin chân thành cảm ơn thầy và chị Xuân Mai đã tổ chức được một buổi giảng như vậy, rất là bổ ích cho tất cả các cô bác trại viên cũng như các bạn trẻ. Tôi xin chúc sức khỏe thầy và con Xuân Mai. Có mấy chục cái giờ phát hàng ngang nha, ai ngồi đầu được thôi. Tôi xin hứa rằng tất cả các vị mà xin chuỗi, chúng tôi sẽ gửi về đây các vị đủ số lượng chuỗi các vị xin khoảng 200 sau. Đó là vấn đề, đó là tôi sẽ giúp cho những chuyến sau này mà vị nào đã xin đó là chưa có đó, thì sau này sẽ có những chuỗi để chúng ta niệm Phật. Tại vì chúng ta niệm một hạt giống Phật, nó sẽ xóa bớt đi nhiều ký ức đau buồn của chúng ta trong lòng. Niệm một câu niệm Phật, chúng ta sẽ được thảnh thơi hơn, ánh mắt chúng ta an vui trong sáng hơn. Niệm một câu niệm Phật, chúng ta sẽ xóa được nhiều điều đau buồn trong cuộc đời của chính mình. Cho nên mong rằng từng đêm, nếu chúng ta làm được này càng hay, mỗi lần dặn lên, thay vì mình nói lời không hay, thì mỗi lần dặn lên nên nhớ niệm một câu niệm Phật. Mình nhớ niệm câu niệm Phật, cái người khác bớt hành hung với chúng ta, điều đó là tất nhiên. Nếu mà các vị được như vậy thì tôi sẽ giúp cho các vị mỗi người có một sâu chuỗi.